Bình An Vương Trịnh Tùng là một dũng tướng tài ba, nhà chính trị xuất sắc đã có công lớn trong việc giữ gìn kỷ cương của xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc, là người xác lập vị trí của các chúa Trịnh nối nhau điều hành đất nước trong suốt 243 năm, tạo nên một thế chính trị độc đáo ở Việt Nam thời vua Lê chúa Trịnh. Trong hoàn cảnh đó, muốn giữ vững ngôi vị, ngoài tài năng cầm quân và cai trị, Trịnh Tùng buộc phải trở thành người cứng rắn, quyết đoán và đôi khi trở nên tàn nhẫn. Tài năng trong thời loạn của ông biến ông thành kẻ gian hùng, khuynh đảo triều chính nhà hậu Lê. Muốn thực hiện được chính sách hợp nhân tâm ấy, rõ ràng Trịnh Tùng phải là một người vừa có lòng vị tha, đại lượng, vừa có bộ óc minh triết. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Thưa vị, hình ảnh trước mặt quý vị, đây là lăng mộ của chúa Trịnh Tùng. Thưa quý vị, Trịnh Tùng là một quyền thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam, gần giống với nhân vật Tào Tháo trong lịch sử Trung Quốc. Người giết nhiều vua nhất không ai khác chính là Trịnh Tùng, vị chúa đầu tiên của dòng họ Trịnh. Người này đã từng giết ông vua của triều đại đối nghịch với triều đại mình, đó là vua Mạc Mậu Hợp. Và sau đó lại giết cả hai vị vua mình đang phò tá là vua Lê Anh Tông và vua Lê Kính Tông để thâu đoạt quyền bính vào tay. Khi cầm quyền, có lần hoàng thân Lê Cập Đệ mưu hại ông, liền bị ông giết ngay. Đại thần Phan Đình Ngạn tâu với Lê Anh Tông phải đề phòng ông, khiến anh Tông sợ chạy vào Nghệ An. Ông cùng các cận thần lập con thứ năm của anh Tông là Duy Đàm lên ngôi, tức Thế Tông, rồi sai Tống Đức Duy chặn giết anh Tông ở Lôi Dương. Từ năm Quý Dậu năm 1573, ông nắm hết quyền hành tại triều, việc gì cũng tự định đoạt trước, sau rồi mới tâu vua. Năm Quý Hợi năm 1623, ông bị bệnh giao quyền lại cho con là Trịnh Tráng, bây giờ con thứ của ông là Trịnh Thung, có sách chép là Xuân, từng mưu với Kính Tông toan lật đổ ông và không thành. Nay thừa lúc ông bệnh, Thung đem quân phá phủ, khiến ông phải chạy ra xã Hoàng Mai lánh nạn. Sau đó ông sai tay chân thân tín là Bùi Sĩ Lâm, cùng em là Trịnh Đô lập kế giết được Trịnh Thung. Nhưng sau đó ông trở về đến quán Thanh Xuân thì mất, con là Trịnh Tráng nối nghiệp ông. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Trong cuộc đời ông cầm quyền, từng làm nhiều việc mất lòng người, không những bức tử vua, giết anh, giết con và ngay đến cả anh em cô cậu là chúa ở đằng trong cũng bị ông tìm cách mưu hại. Triết vương Trịnh Tùng, một trong 12 vị chúa Trịnh của thời kỳ vua Lê chúa Trịnh, là một nhân vật lịch sử có tầm vóc đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Hầu hết các bộ chính sử của nước ta như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục v.v. hay các bộ Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, v.v. đều cho thấy trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ thứ 17, hầu hết những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự, bang giao và giáo dục, khoa cử của nước ta đều có sự liên quan, thậm chí chịu sự chi phối bởi một nhân vật, đó là Triết Vương Trịnh Tùng. Tuy nhiên, cho đến nay, tình hình nghiên cứu về Triết Vương Trịnh Tùng còn nhiều khoảng trống, hạn chế sự hiểu biết của chúng ta về nhân vật lịch sử này. Hình ảnh quý vị đang xem là lăng mộ thành tổ Triết Vương Trịnh Tùng được an táng tại làng Sóc Sơn, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vào năm 2012, được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và dòng họ Trịnh khắp mọi miền Tổ quốc đã tiến hành khởi công trùng tu tôn tạo lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng. Đó là sự tri ân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự tôn vinh xứng đáng với tầm vóc và công lao của ông đóng góp cho lịch sử dân tộc. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Và quý vị hãy góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, Trịnh Tùng sinh ngày 12 tháng 11 năm 1548, thụy hiệu thành tổ Triết Vương, là vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Xét theo thế thứ, ông là đời thứ hai của họ Trịnh kế tục nhau lãnh binh quyền Phù Lê. Tuy nhiên, vì cha của Trịnh Tùng là Trịnh Kiểm,
chỉ mới được phong tước công, tuy hiệu Thái Vương của Trịnh Kiểm là do đời sau đặt. Phải từ thời Trịnh Tùng trở đi, họ Trịnh mới nhận tước vương khi còn tại vị, được gọi là chúa và lập thế tử, nên ông được xem là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên. Trịnh Tùng nguyên là con trai thứ hai của Trịnh Kiểm, người nắm quyền chấp chính của nhà Lê Lưu Vong tại Thanh Hóa, đang đối đầu với nhà Mạc ở Thăng Long. Mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi. Ngọc Bảo sinh con là Trịnh Tùng, tài đức hơn người. Anh hùng nhất đời có thể nối được chí cha giúp nên nghiệp đế, công trung hưng nhà Lê thực dựng nền từ đấy. Bà Ngọc Bảo, mẹ của chúa Trịnh Tùng, tuy chỉ là vợ lẽ của Trịnh Kiểm, nhưng bà lại là con trưởng của Chiêu Huân Tĩnh Công Nguyễn Kim, tức Thủy Tổ của triều đại nhà Nguyễn sau này. Trước kia, Nguyễn Kim là người đi đầu trong việc trung hưng nhà Lê. Sau khi Nguyễn Kim mất vào năm 1545, Trịnh Kiểm là con rể đã giành hết binh quyền, giết con của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông và đẩy Nguyễn Hoàng ra Thuận Hóa. Từ đó, chính sự trong nước về tay Trịnh Kiểm, đó là nền móng của chính quyền các chúa Trịnh về sau. Từ mùa đông năm 1569, Trịnh Kiểm già yếu, dâng biểu xin chí sĩ. Lê Anh Tông có chiếu cho con trưởng là Tuấn Đức hầu Trịnh Cối do bà chính phu nhân Lại Thị Ngọc Trân sinh ra, giữ binh quyền. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1570, Trịnh Kiểm bệnh nặng rồi mất. Nhà vua đưa Trịnh Cối lên thay, quản lĩnh quân đội. Từ sau khi lên nắm quyền, Trịnh Cối sa vào tiểu sắc, không quan tâm đến công việc, khiến các tướng trụ cột dưới quyền bất mãn chạy về với em là Trịnh Tùng. Trịnh Cối đưa quân tiến đánh Trịnh Tùng, nhưng Trịnh Tùng đã chuẩn bị trước nên thủ vững chắc, khiến Trịnh Cối không thể làm gì phải rút lui. Kết quả là Trịnh Tùng thắng, kế tục Trịnh Kiểm nắm giữ binh quyền. Trịnh Tùng càng ngày càng chuyên quyền, muốn chi phối mọi hoạt động trong triều nhiều hơn, lấn át cả vua. Vua Lê Anh Tông tên thật là Lê Duy Bàng, chỉ vì từ năm 1557, vì thế không ưa gì Trịnh Tùng, luôn muốn loại bỏ Trịnh Tùng. Trịnh Tùng biết điều đó và biết nhà vua thân với một đại thần là Lê Cập Đệ, nên Trịnh Tùng quyết định giết Lê Cập Đệ trước để đe dọa Anh Tông. Bên ngoài, Trịnh Tùng vẫn cho người đem vàng bạc đến biếu Lê Cập Đệ, nhưng lại sai Đao Phủ ngầm phục sau màn trướng, giết chết Cập Đệ rồi phao lên tên này làm phản, xin vua xử tội cả họ nhà hắn. Sau khi Lê Cập Đệ chết, Lê Anh Tông sợ có chuyện chẳng lành nên đem bốn hoàng tử chạy vào Nghệ An. Trịnh Tùng cho người đón hoàng tử thứ năm là Duy Đàm mới 7 tuổi lên ngôi, tức là vua Lê Thế Tông. Sau đó, Trịnh Tùng cho người vào Nghệ An truy bắt Lê Anh Tông, nói thác là đón vua về cung. Lê Anh Tông trốn vào ruộng mía, quan quân đến, lấy lời năn nỉ, xin vua trở về để lòng dân được yên. Anh Tông tin lời bèn quay về, Trịnh Tùng tiếp đãi vua chu đáo, nhưng chỉ được thời gian ngắn. Đến ngày 22 tháng Giêng năm 1573, Trịnh Tùng sai thủ hạ là Tống Đức Vi ngầm giết chết vua, rồi nói rằng nhà vua thắt cổ chết. Năm ấy Lê Anh Tông 42 tuổi, ở ngôi được 16 năm, quần thần truy tôn miếu hiệu là Anh Tông Tuấn Hoàng Đế, táng ở Lăng Bố Vệ. Tiếp sau Lê Anh Tông, triều Lê Trung Hưng còn một vị vua nữa bị Trịnh Tùng giết hại, đó là Lê Kính Tông, cháu nội của Lê Anh Tông. Vào năm 1595, Trịnh Tùng bắt đầu lấy tước Bình An Vương và sau đó con cháu kế nhiệm đều tiếp tục xưng vương, hình thành giai đoạn vua Lê chúa Trịnh trong lịch sử. Từ khi lập Duy Đàm lên thay Anh Tông, Trịnh Tùng càng lộng quyền hơn, mọi việc đều bắt vua phải hỏi ý kiến. Âm mưu sâu xa của tập đoàn họ Trịnh là muốn cướp lấy ngai vàng, thay nhà Lê lên làm ngôi thiên tử. Vua Lê Kính Tông cũng biết bụng dạ ấy nên tìm cách gạt bỏ ảnh hưởng rồi loại trừ Trịnh Tùng. Vua Lê Kính Tông tên thật là Duy Tân, con thứ của Lê Thế Tông, lên ngôi năm 1600. Vua là người tướng mạo hùng vĩ, nối ngôi giữ nghiệp mà trong nước yên bình, nhưng lại riêng nghe mưu gian đến nỗi có việc chẳng lành, thực rất đáng thương. Đó là những lời chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đoạn chép trên của chính sử nhà Lê đã nói về số phận của ông vua đáng thương này. Lê Kính Tông thấy Trịnh Tùng lấn lướt vua ngày một quá đáng nên không chịu nổi. Vua biết Trịnh Xuân, con thứ Trịnh Tùng, muốn cướp ngôi của cha nên bàn với Trịnh Xuân âm mưu giết cha, xong rồi vua sẽ trao quyền cho Trịnh Xuân. Thực chất, hành động này của Lê Kính Tông quá dại dột và quá ngây thơ. Trịnh Xuân với thế lực của mình không thể lật đổ được Trịnh Tùng. Cho dù có làm được thì sau này Trịnh Xuân sẽ lại lộng quyền, thậm chí còn hơn cả cha. Sẽ bất lợi hơn rất nhiều cho Lê Kính Tông và cả cơ nghiệp nhà Lê,
nhưng sự bùng phát trong ý nghĩ đã biến thành sự thật khiến nhà vua quyết định mượn tay con để giết cha. Trịnh Xuân nghe theo sự sắp xếp của Lê Kính Tông, cho quân mai phục sẵn hai bên đường, chờ Trịnh Tùng đi xem bơi thuyền về qua sẽ nổ súng tiêu diệt. Khi Trịnh Tùng đi qua, súng nổ nhưng chỉ trúng con voi Trịnh Tùng đang cưỡi. Thoát chết, Trịnh Tùng tra hỏi mới biết đó là ý định của nhà vua. Không còn cách nào khác, Trịnh Tùng buộc phải loại ông vua này. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1619, Trịnh Tùng cho người bức vua thắt cổ chết rồi truy tôn miếu hiệu là Kính Tông Huệ Hoàng đế, táng ở lăng Hoa Loan. Lê Kính Tông chẳng ngờ rằng lại có kết cục bi thảm giống như ông nội trước đó hơn 40 năm. Trịnh Tùng, từ Tiết Chế Quốc Công đến Bình An Vương rồi Chúa Trịnh, đã giành thắng lợi quyết định trong cuộc chiến giành quyền uy của mình và đẩy hai vị vua nhà Lê vào một số phận chung, đó là cái chết. Nhìn lại lịch sử, trước Trịnh Tùng đã có nhiều vụ sát hại vua từng xảy ra, như việc Lê Ngoạ Triều giết vua anh là Lê Trung Tông để lên thay thế làm vua nhà Tiền Lê, việc Trần Thủ Độ, Thái sư Triều Trần giết hại ông vua Huệ Tông nhà Lý ở chùa Chân Giáo, việc Hồ Quý Ly giết vua Trần Thuận Tông năm 1399, hay các vụ giết vua thời Lê Sơ, Lê Nghi Dân giết em là Lê Nhân Tông để cướp ngôi báu, Trịnh Duy Sản Đảo Chính giết chết vua Lê Tương Dực, Mạc Đăng Dung giết Lê Triều Thống, Lê Cung Hoàng để cướp ngôi. Đến đây, vào cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17, sự việc lại tiếp diễn nhưng về số lượng các vua bị giết và phạm vi triều đại của các vua ấy đã vượt xa những kẻ trước, đã đưa Trịnh Tùng trở thành người giết nhiều vua nhất trong lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta lại kể tiếp nhân cơ hội lúc anh em Trịnh Cối, Trịnh Tùng đánh nhau. Vua Mạc là Mạc Mậu Hợp liên tiếp mở nhiều cuộc tiến công vào Thanh Hóa, Nghệ An là địa bàn của Nam Triều. Suốt hơn 10 năm, từ năm 1570 tới năm 1583, nhà Mạc đem quân đánh vào 13 lần, biến vùng bờ biển từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa Huế thành chiến trường. Theo sử chép, lúc này, người nắm giữ binh quyền nhà Mạc là Mạc Kính Điển hay tin Nam Triều có biến liền thống lĩnh 10 vạn quân cùng 700 chiến thuyền tiến đánh Thanh Hóa. Trịnh Cối vừa lo đối phó với Trịnh Tùng, lại gặp phải quân Mạc rất mạnh, liền chọn cách đầu hàng nhà Mạc. Tình thế Nam Triều của nhà Lê lúc này rất nguy. Mạc Kính Điển là viên tướng tài giỏi bậc nhất vào lúc đó nên rất khó đối phó. Vua Lê phải phong cho Trịnh Tùng làm trường quận công, tiết chế các dinh thủy bộ, cầm quân chống lại nhà Mạc. Trịnh Tùng tập hợp quân sĩ, lập lời thề rồi chia quân trấn giữ các vùng hiểm yếu. Mạc Kính Điển sau khi thu phục được Trịnh Cối với một loạt trận thắng thì đem quân tiến đến An Trường. Tình thế nguy nan, Trịnh Tùng cho quân ban ngày phòng thủ chắc ngăn quân Mạc, ban đêm thì chia thành các cánh quân nhỏ liên tục tập kích. Mạc Kính Điển không sao phá được thế trận quân Trịnh, đến cuối năm thì phải rút về Bắc. Trong suốt 2-3 năm nắm giữ binh quyền, từ năm 1570 tới năm 1592, Bình An Vương Trịnh Tùng xông pha chinh chiến 33 trận toàn thắng. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sử Thần Ngô Sĩ Liên miêu tả hàng trăm trận đánh lớn nhỏ của ông phải dùng đến 21 lần cụm từ quân Mạc sợ vỡ mật, để nói lên tài thao lược đánh dẹp nội loạn của vị tổng chỉ huy quân đội. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1599, vua Lê tấn phong Trịnh Tùng là đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ Chư Dinh kiêm tổng đội ngoại binh Trương Quân Quốc Trọng, sự tả tướng Thái úy trưởng quốc công, đô nguyên súy tổng quốc chính thượng phụ Bình An Vương. Vào ngày 20 tháng 8 năm Quý Hợi, tức năm 1623, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 5, Trịnh Tùng mất hưởng thọ 7 năm tuổi, ông làm chúa được 53 năm. Khi mất được tôn phong, chiết vương miếu hiệu là Thành Tổ. Trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí của tác giả Phan Huy Chú đã viết về Bình An Vương Trịnh Tùng như sau. Ông tính khoan hậu, thương người, khéo vỗ về tướng sĩ, đoán tình thế không sai, dùng binh như thần. Trong 20 năm kinh dinh đất nước, cuối cùng diệt được kẻ tiếm nghịch khôi phục nhân tâm, công trùm thiên hạ, oai lừng khắp nơi, công lao sự nghiệp danh vọng lừng lẫy. Sau khi chúa Trịnh Tùng mất, mộ của ông được an táng tại quê nhà ở xứ Đồng Thuộc, làng Sóc Sơn, nay thuộc xã Vĩnh Hùng. Ngôi mộ có kích thước dài 2m, rộng 1,2m, cuốn vòm. Theo các cụ cao niên trong dòng tộc cho biết, ngôi mộ được xây dựng theo kiểu trong quan ngoài quách, trong đó phần quan được làm bằng gỗ quý. Bình An Vương Trịnh Tùng là một dũng tướng tài ba, nhà chính trị xuất sắc đã có công lớn trong việc giữ gìn kỷ cương của xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc,
là người xác lập vị trí của các chúa Trịnh nối nhau điều hành đất nước trong suốt 243 năm, tạo nên một thế chính trị độc đáo ở Việt Nam thời vua Lê chúa Trịnh. Thưa quý vị, cầm quyền trong thời loạn, Trịnh Tùng luôn phải đối phó với nhiều lực lượng và nguy cơ chống đối, tranh chấp quyền hành giữa anh em. Vua Lê đòi lấy lại thực quyền, nhà Mạc đối lập, người cậu Nguyễn Hoàng chống đối ngầm trong Nam. Vị trí dưới một người trên vạn người của ông khiến ông trở thành tiêu điểm cho sự tấn công bằng cả công khai lẫn ngấm ngầm của các lực lượng này. Trong hoàn cảnh đó, muốn giữ vững ngôi vị, ngoài tài năng cầm quân và cai trị, Trịnh Tùng buộc phải trở thành người cứng rắn, quyết đoán và đôi khi trở nên tàn nhẫn. Tài năng trong thời loạn của ông biến ông thành kẻ gian hùng, khuynh đảo triều chính nhà hậu Lê. Ông là người chính thức xác định vị thế vững chắc cho cơ nghiệp hơn 200 năm của họ Trịnh với đảng ngoài miền Bắc Việt Nam. Sau khi được Trịnh Kiểm đặt cơ sở, có lẽ việc giành ngôi của ông với người anh đã làm nảy sinh ý định tranh ngôi sau này của người con thứ Trịnh Xuân với con cả Trịnh Tráng. Trịnh Tùng là một tướng giỏi, kiên định phòng thủ khi ở thế yếu. Suốt thời gian từ năm 1570 đến năm 1583, quân Nam Triều chỉ lo phòng thủ, quân nhà Mạc liên tục tấn công. Mạc Kính Điển tấn công Thanh Hóa, một tướng tài khác là Nguyễn Quyện lo tấn công Nghệ An. Tướng nhà Lê một số người sợ quân Mạc nên đầu hàng. Trịnh Tùng lo củng cố tinh thần toàn quân, cố gắng giữ vững đẩy lui quân Mạc. Vào năm 1581, tướng Mạc là Mạc Đôn Nhượng theo đường biển tiến đánh các huyện ven sông Thanh Hóa, rồi đến huyện Quảng Sương, đóng quân ở núi Đường Nàng. Trịnh Tùng dẫn quân giao chiến đánh bại quân Mạc, bắt được hàng trăm binh tướng quân Mạc. Sau đó Trịnh Tùng đều tha hết cho toàn bộ số binh tướng này. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, mấy trăm người bị bắt đều cấp cho cơm áo thả về quê quán. Mọi người đều thầm cảm ơn, từ đấy binh uy lừng lẫy, quân Mạc không dám dòm ngó nữa. Cư dân Thanh Hóa, Nghệ An mới được yên nghiệp. Sau năm 1583, Trịnh Tùng lấy lại thế trận. Cuộc chiến Nam Bắc Triều thay đổi, nhà Mạc không còn cơ hội Nam tiến nữa. Quân Trịnh chủ động tấn công nhà Mạc liên tục. Lúc này trụ cột của nhà Mạc là Mạc Kính Điển đã mất. Vua Mạc Mậu Hợp không lo được việc triều chính mà khoán hết việc chính cho các hoàng thân và các tướng trụ cột. Vào năm 1589, Trịnh Tùng cho quân đánh vào vùng Yên Khang, Yên Mỗ, rồi cho quân giả thua chạy vào núi Tam Điệp, nơi chuẩn bị sẵn một trận địa mai phục. Quân nhà Mạc đuổi theo, bị rơi vào trận địa mai phục và thảm bại, 600 quân Mạc bị bắt sống. Trịnh Tùng tiếp tục cho thả hết 600 người này. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, tiết chế Trịnh Tùng sai các tướng đem 600 quân giặc bị bắt tới nộp, sai cởi trói vỗ về yên ủi, cấp cho cơm áo rồi thả hết cho về quê quán để tỏ đức hiếu sinh. Họ hàng của binh lính bị bắt nghe thấy thế đều đội công đức như trời đất, cảm ơn sâu như cha mẹ. Vào năm 1591, Trịnh Tùng thống lĩnh 5 vạn quân tiến đánh Thăng Long lần thứ nhất. Vua Mạc Mậu Hợp vội tập hợp 10 vạn quân phòng thủ. Hai bên giao tranh lớn ở sông Hát Giang, quân Mạc thua to phải bỏ chạy. Trước khi cho quân tiến vào Đông Kinh, Trịnh Tùng ra cáo dụ rằng: ta vâng mệnh đi đánh kẻ trái phép, vốn để yên dân, các tướng nên răn cấm tướng sĩ, nghiêm ngặt nhắc lại ước thúc, chấn chỉnh đội ngũ, hiệu lệnh rõ ràng, tín thực. Quân đi đến đâu, không được mảy may xâm phạm của dân, không được cướp bóc của dân lành, của cải không phải của giặc thì không được lấy. Trong sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục có ghi, khi đại quân kéo đến bờ tây sông Ninh Giang, Trịnh Tùng ra 3 điều buộc quân lính phải tuân giữ. Điều 1. Không được tự tiện vào nhà dân mà hái rau, kiếm củi. Điều 2. Không được cướp của cải, đồ vật và đẵn cây cối. Điều 3. Không được hiếp phụ nữ và giết người vì thù riêng. Kẻ nào vi phạm những điều cấm trên đây sẽ bị trị theo quân luật. Ba quân nghe theo lệnh nghiêm chỉnh, quân đi đến đâu, nhân dân vẫn an cư ở đó. Họ tranh nhau đem rượu và châu bò đến đón quan quân. Mạc Mậu Hợp phải chạy ra bờ bắc sông Nhị Hà, tập trung quân với 100 chiến thuyền
phối hợp cùng với quân trấn giữ các cửa thành Thăng Long. Hai bên giao tranh suốt hai canh giờ thì quân Trịnh chiến thắng. Lúc này Trịnh Tùng thấy thủy quân Mạc rất mạnh. Thủy quân Trịnh vẫn chưa đủ mạnh nên quyết định rút về Thanh Hoa đợi cơ hội đánh bại nhà Mạc. Mùa thu năm 1592, Mạc Mậu Hợp lại âm mưu giết tướng thủy quân của mình là Đoàn Văn Khuê nhằm cướp vợ. Vợ của Khuê biết được nên báo tin cho chồng. Bùi Văn Khuê liền dẫn thủy quân đến vua Lê xin đầu quân. Trịnh Tùng đang thiếu thủy quân nên rất mừng. Có thủy quân, Trịnh Tùng xuất quân tiến đánh. Quân Trịnh đóng quân ở núi Kẽm Trống thuộc huyện Thanh Liêm. Hợp với thủy quân của Văn Khuê, thành hai hướng tiến đánh khiến quân Mạc tan vỡ. Quân Trịnh tiến đánh sông Hát, đánh đuổi quân nhà Mạc đến tận phía nam thành Thăng Long. Mạc Mậu Hợp phải chạy đến Kim Thành, Hải Dương ngày nay. Trịnh Tùng tiến binh đồng thời ra phủ dụ cấm binh sĩ xâm phạm dân chúng. Vì thế mà các huyện Thuận An, Tam Đái, Thượng Hồng đều hàng phục cả. Trịnh Tùng nhiều lần mở trói cho tù binh, lại cung cấp lương thực cho họ trở về làm quê bản quán, khiến người dân Bắc Hà ủng hộ quân Lê Trịnh. Các tướng sĩ thì đều nghĩ rằng Trịnh Tùng đối với quân địch còn như thế, thì đối với quân mình đương nhiên sẽ rất tốt, vì thế mà hết lòng đi theo ông. Nhờ có sự ủng hộ mà quân Trịnh tiến rất nhanh đến Kim Thành đánh bại quân nhà Mạc, bắt được Thái Hậu cùng nhiều của cải châu báu, áp tải về Thanh Hoa. Trên đường đến Thanh Hoa, Thái Hậu nhà Mạc nhảy xuống sông tự vẫn. Lo cho dòng dõi nhà Mạc, Mạc Mậu Hợp bèn lập con là Mạc Toàn làm vua, bản thân mình tự làm tướng, cố chống lại quân Trịnh. Trịnh Tùng cho quân tấn công truy tìm Mạc Mậu Hợp ở các nơi, thu phục được nhiều huyện, quân Mạc tan rã, bỏ trốn và đầu hàng rất nhiều. Âm lịch tháng Chạp năm 1593, Trịnh Tùng cho quân phá được tôn thất nhà Mạc ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Hà, Hải Dương ngày nay. Mạc Mậu Hợp phải bỏ thuyền đi bộ, trốn đến chùa Mô Khuê ở Hạt Phượng Nhãn thuộc Bắc Giang, giả làm nhà sư, rồi truyền ngôi cho con là Mạc Toàn. Tháng 12, Trịnh Tùng lại sai tướng đem quân lên Bình Định vùng Kinh Bắc, bắt được Mạc Mậu Hợp trong một ngôi chùa ở Phượng Nhãn đem về Thăng Long. Trịnh Tùng ra lệnh treo sống Mạc Mậu Hợp 3 ngày, sau đó chém đầu tại bến Bồ Đề, cho đóng đinh vào hai mắt rồi bêu đầu ở chợ Thanh Hóa, sau khi làm lễ hiến phù, tức dâng chiến công vua Lê. Nhà Mạc khởi từ Mạc Đăng Dung năm 1523, chạy đến đời thứ 5 là Mạc Mậu Hợp thì chấm dứt. Dù tàn dư của nhà Mạc vẫn còn, nhưng đứng trước sức mạnh của Trịnh Tùng, quân Mạc phải rút về Cao Bằng. Trước sau tồn tại được 65 năm, từ năm 1527 tới năm 1592. Vậy là cục diện Nam Bắc phân tranh đã kết thúc. Vua Lê từ Tây Đô, tức Thanh Hóa, trở lại kinh thành Thăng Long năm xưa. Nhà Lê Trung Hưng bắt đầu chính vị tại Thăng Long. Nhưng vua Lê cũng không thoát khỏi số phận như kẻ thù Mạc Mậu Hợp, đến lượt Trịnh Tùng bức hại. Mạc Toàn bỏ trốn rồi cũng bị bắt về chém chết. Trịnh Tùng lãnh đạo quân đội nhà Lê từ thế yếu khi chỉ có được vùng đất Thanh Hoa, Nghệ An, lại liên tục phải phòng thủ trước sự tấn công của quân Mạc, cuối cùng đã đánh bại quân Mạc khôi phục nhà Lê. Sử gia Phan Huy Chú đánh giá Trịnh Tùng như sau: ông tính khoan hậu, yêu người, khéo vỗ về tướng sĩ, đoán tình thế của giặc không sai, dùng binh như thần, trong 20 năm kinh dinh đất nước, cuối cùng dẹp được kẻ tiếm nghịch, khôi phục nhà Lê, công trùm thiên hạ, oai lừng khắp nơi, mới được sắc phong vẻ vang, lễ đãi long trọng. Ông thực sự làm chúa cầm quyền bính, công lao sự nghiệp danh vọng lừng lẫy. Kể từ sau năm 1592 trở đi, triết vương Trịnh Tùng nổi lên như một nhà lãnh đạo đất nước tài năng, một chính trị gia kiệt xuất dưới thời Lê Trung Hưng. Trong bối cảnh chính trị phức tạp như vậy, với năng lực chính trị đặc biệt, Trịnh Tùng đã từng bước kiện toàn và tăng cường hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính từ trung ương xuống đến các địa phương, tổ chức khoa cử kén chọn nhân tài, ban hành nhiều chính sách lớn để phát triển kinh tế. Điều đáng nói nữa là nhà Lê Trung Hưng không chỉ sử dụng được hết các hiền tài nguyên khí do chính mình đào tạo như Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Văn Giai, mà còn dung nạp được các kẻ sĩ Bắc Triều như Đỗ Uông, Đồng Hãng, Ngô Tháo, v.v. Muốn thực hiện được chính sách hợp nhân tâm ấy, rõ ràng Trịnh Tùng phải là một người vừa có lòng vị tha, đại lượng, vừa có bộ óc minh triết. Thực tế, đặc biệt với chính sách khá thông thoáng và mở cửa của triết vương Trịnh Tùng, những người phương Tây đầu tiên như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha và Pháp bắt đầu đến buôn bán tại Thăng Long.
đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của kinh đô Thăng Long thời kỳ này vì thế mang một sắc thái mới so với trước đó. Về đời sống văn hóa tín ngưỡng, vào đầu thế kỷ thứ 17, những chính sách của triết vương Trịnh Tùng đối với tam giáo là Nho, Phật, Đạo. Theo đó, đây là thời kỳ mà Phật giáo và Đạo giáo được phát triển khá tự do, quyền lợi của các chùa quán, đình đền trong cả nước được bảo vệ. Thưa quý vị, sau đây Duy xin chia sẻ nội dung Bia Lăng Thành Tổ, Triết Vương. Đất Sáo Sơn phát tích, người tuân mệnh trời, trời thuận lòng người, chẳng mong cầu vẫn dựng nên nghiệp lớn. Đó là lời sấm truyền, định cục phân tranh, giúp họ Trịnh lập công thống nhất Giang Sơn, thỏa chí phủ Lê Trung Hưng xã Tắc. Cùng kính thầy, bậc thánh Triết Minh Vương, thành tổ xuất thế nhằm ngày 12 tháng 11 năm Canh Tuất, tức năm 1550, can sinh khôn dưỡng, sớm lộ rõ thiên tư, tên húy là Tùng, vốn dòng họ Trịnh, là bậc tài trí, mưu lược hơn người. Đương độ đôi mươi, nung nấu chí tể gia trị quốc, vì đại nghĩa kế thừa tổ nghiệp, điều binh khiển tướng khiến quân địch thất kinh, lập công lớn được vua phong quận công, tiết chế. Thân mang trọng trách, nắm giữ quân cờ, chí phủ Lê càng thêm mãnh liệt. Trải trăm trận chinh phạt bốn phương, đồn quân địch tan tành trong khói lửa. Thế như trẻ tre, tướng sĩ đồng lòng, giành lại đất Thăng Long, nơi kinh thành đô hội. Quân thần gắng sức khôi phục lại kinh đô, dựng nền móng nghiệp vương, mong con cháu đời đời nối dõi, công định quốc dạng danh tiên tổ, nghiệp trung hưng yên ổn muôn nhà, lại dốc trí dưỡng trinh, dưỡng dân, củng cố Giang Sơn, dập bóng giặc trong, ngoài bờ cõi. Thiên hạ thái bình nhưng Triết Vương chẳng được phút thảnh thơi, vẫn xuôi ngược trọn đời vì chót nặng lòng với Giang Sơn xã Tắc. Tạo hóa đa đoàn, nhân sinh hữu hạn, năm Quý Hợi tức năm 1623, Vương phải về trời nhằm đúng ngày 20 tháng 6 được tấn phong thành tổ Triết Vương. Ngẫm xem chính sự, muôn việc đã tỏ tường, đời trước nêu gương, đời sau giám xét. Lê Hưng Phế cũng chẳng ngoài thế cuộc, việc đã thành có thể luận bàn chăng? Dẫu ngàn năm e, lòng khó tỏ lòng, ai thấu triệt chí anh hùng hào kiệt. Lăng Thành Tổ Triết Vương vốn nằm trên Cồn Chúa, nay thuộc Sóc Sơn, Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh. Trải gần 400 năm vật đổi sao rời, lầu gác, mộ phần bóng dáng xưa như đã gần lẩn khuất. Trước cảnh hoang tàn, lòng người họ Trịnh sao chẳng xót xa. Dốc trí trùng tu để dâng tức lòng thành, hướng tới cội nguồn và tri ân tiên tổ. Cầu quốc thái dân an, mong con cháu đời đời hưng thịnh, giữ đạo lý, cương thường mà cha ông xác lập tự ngàn xưa. Nay hội đủ nhân duyên trên dưới đồng lòng, sức của sức người như mây lành hội tụ. Để nơi yên nghỉ của người được sừng sững mãi ngàn thu, muôn việc cao thành, niềm vui khôn tả thiết, liền chấp nhặt đôi dòng lưu truyền cho hậu thế ngàn sau. Vậy có lời minh rằng: Sáo Sơn phát tích, sử chép danh danh, kính thay thành tổ, chí nối nghiệp cha, phù dòng chính thông, đại nghiệp ngàn thu, anh hùng khuất bóng, Cồn Chúa bao đời, Trịnh tộc hân hoan, mong đời thịnh vượng. Thế giới kết đoàn, Trịnh tộc lưu danh, ngàn năm sáng tỏ, đức độ khoan hòa, Trung Hưng xã Tắc, phá giặc dẹp thù, tước vương kế tập, núi sáo thành thơi, hương bay khói tỏa, nay được sửa sang, người người kính ngưỡng, quốc thái dân an, cùng nhau hội nhập. Ngày 19 tháng 5 năm Bính Thân năm 2016, Tuệ Lâm cư sĩ kính soạn. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ nhấn like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Đừng quên bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy địa điểm lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất của Hà Nội Phố. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.